quan hệ tình dục nhiều thì có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Với những cái cặp vợ chồng mà chúng ta, nếu mà chúng ta biết quan hệ một cách đúng cách, chừng mực, thì chắc chắn là họ sẽ rất hòa hợp về cả mặt thể chất và tinh thần. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn quan hệ tình dục với cái tần suất quá nhiều, các bạn lưu ý nhá, quá nhiều, thì chúng ta vô tình là cả hai phía chúng ta đều phải chịu những cái ảnh hưởng không hề nhỏ đối với cơ thể và đặc biệt là sức khỏe của chúng ta. Có rất nhiều người nhắn tin hỏi tôi một cái câu hỏi như này: nếu mà ngày nào chúng ta cũng quan hệ thì có sao hay không? Và có những cái cặp đôi chúng ta cả tuần quan hệ đủ 7 ngày, thậm chí nhá, là trong mỗi đêm chúng ta còn, rất nhiều người chúng ta còn quan hệ từ 2 cho đến 3 lần một đêm, rất là nhiều. Và tôi chắc chắn rằng những cái cặp đôi này, nếu mà chúng ta không điều chỉnh lại cái tần suất của mình, thì một ngày nào đó, một ngày nào không xa thôi các bạn, họ sẽ phải đối mặt với các cái vấn đề sau đây. Rất nhiều những cái vấn đề về sức khỏe. Trước hết này, người phụ nữ, về phía người phụ nữ, thì chúng ta khi mà chúng ta quan hệ tình dục quá nhiều có thể gây khô âm đạo, do cái chất nhờn âm đạo nó tiết ra không đủ. Sau khi mà chúng ta quan hệ nhiều lần và tình dục liên tục, chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi. Và cái điều này nó gây một cái cảm giác gì? Đau đớn, thực sự là có những người còn sợ hãi nữa khi mà chúng ta thâm nhập sâu và khó đạt được cái trạng thái cực khoái khi mà chúng ta quan hệ. Và do đó, khi mà các bạn cảm thấy gì? Đau đớn, cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau đớn trong cái lúc mà chúng ta quan hệ, thì chúng ta gì? Nên ngừng quan hệ một thời gian để âm đạo nó được nghỉ ngơi. Chúng ta tránh gây sưng đau hoặc là thậm chí là rách âm đạo khi mà chúng ta lâu ngày, có thể gây cái tình trạng viêm và các cái bệnh lý phụ khoa khác kèm theo. Đây là một vấn đề mà các bạn hãy lưu ý nhé. Và bên cạnh đó thì quan hệ tình dục quá nhiều kết hợp với gì? Chúng ta vệ sinh không sạch trước hoặc là sau khi quan hệ có thể phá vỡ cái sự cân bằng của pH. Tức là trong âm đạo nó có một pH tự nhiên và nó sẽ nuôi dưỡng những cái vi khuẩn có lợi, nó giúp cân bằng lại và tránh những trường hợp bị viêm nhiễm phụ khoa. Còn đối với cánh đàn ông chúng ta thì như thế nào? Chúng ta sẽ không tránh khỏi được các cái tác hại của việc khi mà chúng ta quan hệ với tần suất quá nhiều. Và anh em nam giới chúng ta luôn là người ở thế chủ động trong mỗi lần chúng ta quan hệ. Chúng ta luôn luôn ở thế chủ động. Và cái điều này nó khiến gì? Chúng ta thường chúng ta sẽ bị mất rất nhiều sức. Và chúng ta tim nó phải đập nhanh hơn này. Hoặc là cơ bắp chúng ta sẽ phải vận động liên tục hơn. Và vì vậy, cái việc mà chúng ta quan hệ quá nhiều, các bạn lưu ý nhá, quan hệ quá nhiều có thể gây kiệt sức, mệt mỏi và lâu ngày có thể ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch, chức năng thận, các cái rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, viêm tinh hoàn, viêm tiền liệt tuyến và rất rất nhiều các cái bệnh lý khác kèm theo. Và ngoài ra, cái việc mà chúng ta quan hệ với tần suất cao thì có thể gây những cái tình trạng là suy giảm ham muốn và cái mức độ thỏa mãn nó sẽ ngày càng bị giảm đi. Và khi trong những cái trường hợp như vậy thì những lần ở quan hệ sau, nếu mà chúng ta kéo dài, có thể khiến cả hai chúng ta sẽ bị ít ham muốn nhau hơn và dần dần có thể chuyển sang cái trạng thái gì? Thờ ơ, lãnh cảm với tình dục. Rất nhiều người gặp phải cái tình trạng này rồi. Thờ ơ, lãnh cảm, đây là một trạng thái mà thực sự là rất nghiêm trọng. Và các bạn hãy nhớ một cái quy luật tự nhiên như này nhá. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Và khi mà chúng ta quan hệ nhiều có thể mang đến cái sự khoái cảm, sự sung sướng ở cái thời điểm hiện tại, nhưng đó chỉ là nhất thời thôi. Và thay vì một tháng, một năm chúng ta thăng hoa, chúng ta có thể kéo dài cái việc tận hưởng cái sự khoái lạc, cái sự thỏa mãn trong 10, 20 năm, thậm chí là 30 năm bằng cách là gì? Chúng ta sinh hoạt một cách điều độ, đúng cách và luôn luôn giữ cho chúng ta ở trạng thái cân bằng và cái tần suất quan hệ phù hợp. Nó vừa mang lại rất nhiều các lợi ích về mặt sức khỏe nam khoa, vừa giúp chúng ta gắn kết mối quan hệ vợ chồng. Và hiện thì không có một con số chính xác nào về cái tần suất quan hệ, vì nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nhau như là tuổi tác, tình trạng sức khỏe của mỗi người khác nhau, chủng tộc khác nhau, rất nhiều những cái yếu tố. Và ở một cái mức độ tương đối thì các bạn nhé, thì cái tần suất quan hệ tình dục nó được quy định như sau: từ khoảng từ 20 cho đến 25 tuổi thì chúng ta quan hệ tình dục khoảng từ 4 cho đến 5 lần một tuần. Và ở độ tuổi khoảng từ 30 cho đến 50 tuổi thì chúng ta có thể quan hệ từ 2 cho đến 3 lần một tuần. Và nếu mà chúng ta cao tuổi hơn này, ở cái độ tuổi này rất nhiều mọi người nhắn tin cho mình, ở cái độ tuổi trên 50 tuổi thì chúng ta nên giữ một cái tần suất quan hệ tình dục khoảng từ 1 cho đến 2 lần một tuần. 1 cho đến 2 lần một tuần là phù hợp nhất. Và trong những cái trường hợp chúng ta gặp các cái vấn đề về sinh lý như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hoặc là các vấn đề về suy giảm ham muốn, yếu sinh lý, thì những cái ảnh hưởng đến cái chất lượng đời sống tình dục, các bạn có thể liên hệ với tôi, các bạn nhé, có thể liên hệ với tôi bằng cách là bình luận hoặc là nhắn tin
để tôi sẽ tư vấn cho các bạn các cái phác đồ điều trị một cách phù hợp nhất để chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng sức khỏe, phục hồi sinh lực. Và tôi cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ sẽ luôn luôn đồng hành giúp bạn cải thiện những cái vấn đề một cách tận gốc, và chúng ta hãy phục hồi an toàn, nhanh chóng. Bên cạnh đó thì chúng ta đừng quên là gì? Đăng ký kênh để nhận được những cái theo dõi về thông tin hữu ích về sức khỏe sinh sản, sức khỏe sinh lý. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc cho các bạn luôn luôn tràn đầy sinh lực và luôn luôn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.